Lấy không tôi mệt. Rồi ok, mình cầm hạt này đi thôi. Đấm thôi nè. Hạt này hồi trước mình cầm lần này, trâu phải nồi luôn á. Hàng gió đen khí mình cảm thấy khá là thích ở chỗ là nếu như mà nó theo cái dạng mà nó đi bường á, đi mà đi tăng cơ cho bên mình nó chạy lên á, nó trâu đúng không? Sau rồi sau đó là nó sẽ búp cái giải khống chế cho anh em trong bang chạy lên. Anh em trong bang bị khống chế là búp một cái anh em chạy, sướng lắm. Cái hàng gió đen khí này nó bây giờ nó ngon ở chỗ đó đó. Nếu mà châu châu tí là anh em sẽ rất là đã luôn á. Nhưng mà đánh nó chỉ có một đam thôi, nó hơi cù mía cho đó, nhưng mà vậy là ok rồi. Cái con gió đen khí là nó đi đánh quái là thôi, nhức đầu luôn. Khổ lắm. Hồi trước mình cầm cái hạt mà 2 triệu lực chiến gió đen khí đi cái quần cái gì anh hùng tháp á, trời đi khóc luôn á thật sự. Gió đen khí anh hùng tháp chua vãi cả chưởng luôn. Bên đây có ông thứ dữ nè, đúng không? Giải khống chế của thằng gió đen là giải được cái loạn của thằng thiên nhẫn luôn mà. Gió đen châu thiệt chứ. Gió đen top châu. Gió đen top nó đánh thì mình cảm giác thì nó không giết Ngami bằng cái con Cung Lôn. Cung Lôn thì nó đẩy Ngami là đứng cứng ngắc luôn. Gió đen thì đam nó lên từ từ. Nhưng mà cái chiêu số 2 của gió đen á, cái chiêu đam to phết. Ngami nào mà không khéo là đẩy một cái một Ngami nó bất ngờ luôn á. Cái chiêu số 2 của gió đen á, đam to. Chiêu số 3 thì đam nó không to bằng chiêu số 2 nhưng mà nó giật 3 lần. Tổng cộng 3 lần đam đó thì nó cao hơn chiêu số 2. Ờ, những cái khúc này là mình phải cứu đồng đội mình đi anh em. Ai bị khống chế, kể cả mình luôn. Chạy. À. Bùm ra cái đó, đam to khiếp. Hello Nhi Nguyễn nha, hello mọi người. Anh em cố gắng mà những anh em nào mà chưa đăng ký kênh á, nhớ đăng ký kênh nha, 5 phút sau sẽ được chat nha anh em. Tại mình hạn chế, dạo này mình bị spam cái vụ mà mấy cái link tầm bậy tầm bạ lắm. Mấy ổng giờ chơi spam chiêu, rồi spam link tầm bậy nữa. Nên là mình cũng phải hạn chế lại, anh em thông cảm. Ngon quá trời anh em, ngon quá trời. Gió đen mày thiếu lâm nó khoảng 50% đam, nhưng mà mình đam to hơn cái ông thiếu lâm nữa. Mình cảm giác là con gió đen khí nó đánh vô thiếu lâm ít phản ghê á, cảm giác là vậy á. Mấy hòa sơn mấy hệ thủy nó sợ gió đen lắm. Để mình cố gắng mình không chết nha.
coi chân này mình giết được bao nhiêu. Mày thiếu năm, thiếu năm này, thiếu năm. Ô nhảy được luôn hả? Mấy ông đồng môn mình phải để ý mấy ông, sợ có mấy ông cụ cung á, ông ám sát mình, mấy ông đấm mình cho ngáo luôn. 41 mạng này. Giải khống chế ngon, giờ đang giải khống chế được ngon á. Ôi chạy chạy chạy, chết ngựa chết ngựa chết ngựa chết ngựa chết ngựa. Giải khống chế cho anh em. Hello mọi người nha, anh em ăn tối chưa anh em? Búp cho anh em nè, cho anh em đỡ bị khống chế. Tôi chui vô cái thuẫn của thằng, không biết có chui vô thuẫn được con Thương Vân không á, hình như chui vô được đúng không? Nếu chui vô được là tôi trâu lắm á. 44 mạng này, con đồng môn xấy tôi. Đây. Công thành là cô hông này đi tống kim mình đi. Tống kim chứ phải công thành. Có anh đường môn khá là mạnh nha. Thôi ông bính tôi ác lắm á. Tôi hết nhảy rồi, tôi không liều được. Nga mi tầm nửa cây máu là một cái, chiêu hai là chết Nga mi luôn. Xích dài em ơi, đừng tham, tham là chết đấy. Có ông cung luôn, lão nhị, ông lão nhị chắc cũng giết người kinh đó. Mình với lại ổng lơ mơ là đang cạnh tranh đấy. Chui vô với anh Thương Vân nè. Dạ anh Thương Vân ơi, ông kia cũng cần phết đấy. Củ bồ nè. Anh em thấy không, ông Hoa Sơn lão đại bên mình kìa, ổng bị loạn cái mình búp cái hết loạn luôn. Đau hổ. Ui. Loạn. Ok, chạy nha. Cứu bồ. Chạy đi anh em. Cứu ông rồi đó. Chạy đi. Võ đan này build ghê lắm anh em, thật sự build ác lắm á, trâu lắm. Mình cố gắng 100 mạng lâu lắm rồi mình mới đánh tống kim mà giữ mạng cao như vậy. Bình thường đánh vô tống kim mình chết ngắt không. Wow, này ngon nè. Ôi tiền chơi vô ông kia chi vậy ba nội. Ui chạy chết. Cùng luôn. Ôi căng nha, chạy. Đạn này châu phết luôn anh em. Châu thật sự luôn á. Anh em đâu hết rồi?
Mình không có xe mắc BK, không có đánh xa được. Bị bốt mạng rồi. Trời ơi, búp lên giải khống chế cho anh bạn tôi không được luôn. Giết, bị hai mạng rồi. Né liền. Né anh bạn ấy liền. Hồi căng lắm. Phải bơm máu liên tục á, không có đùa đâu. Bắt lại cái ngáo luôn á. Ồ, ông đó ông cũng châu phết anh em. Wow. Một máu cái tràn toàn. Ôi. Ôi 80 mạng. Ô ô ô. Gan 100 mạng luôn nè. Ôi 100 mạng không đủ rồi. Mình giữ mạng quá, mình không được 100 mạng anh em ơi. Bị két dữ quá. Bên kia đánh cũng ghê á, chứ không phải không ghê đâu. Đó đây. Xong. 83 mạng, không được 100 mạng anh em, buồn quá. Đánh còn tệ quá đúng không? Bên kia nó đóng cung lôn nữa. Được môn cung lôn. Quá trời cung lôn luôn, nó chón cho mình ngáo đầu luôn á. À đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.